Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, em đang đứng ngay phía trước một cây phượng tím có một cái dáng rất là đẹp, nghiêng mình xuống mặt hồ Xuân Hương. Chiều nay thì không có nắng quý vị, bầu trời âm u một màu. Buổi chiều hôm nay là buổi chiều ngày 21 tháng 2 năm 2022. Ở đây thì có hai bạn đang ngồi ngay vị trí chiếc ghế đá để tâm sự với nhau. Hôm nay thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta đi dạo phố ngắm phố xá buổi chiều hôm nay. Em sẽ di chuyển men theo bờ hồ Xuân Hương. Bên tay trái có những cây thông và phía bên đồi cù. Rồi sau đó thì sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi về con đường Trần Nhân Tông, ngang qua trường Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Đà Lạt. Sau đó thì sẽ đi về con đường Võ Tánh, về ngôi trường Bùi Thị Xuân, ngôi trường nữ trước năm 1975 có nhiều kỷ niệm đối với cô bác anh chị và các bạn. Đầu tiên thì em xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Buổi chiều hôm nay tuy là không có nắng, cũng có rất nhiều người ra bờ hồ Xuân Hương để hóng gió hóng mát, cũng như là hẹn hò rồi tâm sự với nhau. Chiều hôm nay thì cũng không có nhiều người đạp thuyền con vịt lắm quý vị, phố xá thì nó cũng bình yên. Ở đây thì có những cô bác anh chị và các bạn đi tập thể dục, những bạn sinh viên từ khu vực ký túc xá cũng như là phòng trọ sinh viên gần ngay khu vực trường Đại học Đà Lạt. Và mỗi buổi chiều mát như thế này thì cảm giác đi dạo bờ hồ Xuân Hương, đi men theo dọc lối đồi cù với những cây thông xanh mát như thế này, cảm giác nó mới nhẹ nhàng làm sao. Về tình hình dịch bệnh mấy ngày hôm nay thì đang có chiều hướng gia tăng. Ngày hôm nay thì em cũng có đọc tin tức thì ghi nhận khoảng 472 ca Covid mới và có thêm 3 ca tử vong. Và trong mấy bữa nay tình hình dịch bệnh đang có xu hướng trở nên phức tạp quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Đến nay thì Lâm Đồng có tổng số là 23.739 ca Covid, trong đó đang điều trị cách ly là 7.780 ca, ra viện là 15.855 ca và tử vong là 88 ca. Ngoài ra thì còn một số người về từ địa phương khác là 16 ca. Có những chiếc xe ngựa chạy quanh bờ hồ Xuân Hương. Ngày nay thì bên con đường kia đã làm xong đó quý vị, thành ra là xe ngựa ngày nay thì chạy được một vòng bờ hồ Xuân Hương. Ở đây có những bạn trẻ đứng đây để mà chụp hình này. Trước đó thì ngay khu vực này có một cái cây mai anh đào cũng ra bông rực hồng luôn. Chiều hôm nay thì có một số bạn đi cắm trại picnic ngoài bờ hồ Xuân Hương. Ở đây có một anh nhiếp ảnh đang chụp hình cho một cô gái rất là dễ thương. Một cô gái trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đang cầm một bó hoa trên tay và đang lấy cảnh cây cầu chữ Y thơ mộng của chiều hôm nay với mặt nước trong xanh trông thật là ăn ảnh. Cây cầu chữ Y buổi chiều hôm nay sao em thấy nó mới đẹp làm sao, bởi vì khung cảnh xung quanh thì nó cũng buồn, đúng nghĩa với thành phố buồn quý vị. Không biết cô bác anh chị và các bạn đã có bao giờ đi dạo men theo khu vực đồi cù vào một buổi chiều mát như thế này chưa? Cảm giác nó mới yên bình làm sao, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tại đây thì có những cây cầu chữ Y đều rất là đẹp, in bóng xuống mặt hồ Xuân Hương. Nếu như quý vị và các bạn đi ô tô thì chúng ta có thể để xe tại những vị trí này. Ngày nay thì họ làm những cái chỗ khuyết như thế này để cho cô bác anh chị và các bạn để xe ô tô.
cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn đi tập thể dục buổi sáng sớm, đều để xe ô tô tại vị trí này. Sau đó thì chúng ta đi chạy một vòng bờ hồ Xuân Hương với 5 km. Bờ hồ Xuân Hương buổi sáng thì nó mới đẹp làm sao, khi đó vẫn còn một lớp sương mù nhẹ nhẹ ở trên mặt hồ. Ở đây thì có một chị đang bán các món ăn. Bây giờ cũng là lúc cô bác bà con mình chuẩn bị những món ăn như là sữa đậu nành, bánh tráng nướng để khi mà trời bắt đầu tối thì đem ra khu vực Hòa Bình cũng như là cầu Thang Chợ để bán. Kính thưa quý vị, xa xa đằng kia thì chúng ta thấy thấp thoáng đó là một ngôi trường, đó là ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ngôi trường Hùng Vương. Còn bên mé tay trái của em, đây là vườn hoa Bích Câu. Khu vực cà phê Bích Câu thì nó nằm trên một hòn đảo nhỏ như thế này. Và bên tay trái thì có vườn hoa thành phố, năm xưa là vườn hoa Bích Câu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên con đường Trần Nhân Tông, men theo con dốc đồi cù buổi chiều hôm nay để đến với trường Đại học Đà Lạt. Và khu vực vườn hoa thành phố buổi chiều hôm nay thì cũng có lác đác một số cô bác anh chị và các bạn đi xe cá nhân vào vườn hoa để mà tham quan. Còn phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là khu vực Tâm Châu, hiện nay thì họ đang nâng cấp lên thành một quán cà phê. Trong xa thì nó giống như là một cái lưng của một con bọ rầy, rất là độc đáo luôn. Khi mà nhắc đến Tâm Châu thì chúng ta nhớ đến một hãng trà nổi tiếng, đó là trà Tâm Châu. Chắc có lẽ là rất là nhiều cô bác anh chị và các bạn đã từng uống loại trà này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi men theo con đường Trần Nhân Tông. Và bên phía bên trái đây chính là khu vực đồi cù quý vị. Bên ngoài thì có những cây thông thẳng tắp cùng với một cái hàng rào râm bụt. Ngay từ vị trí này thì vào mỗi buổi chiều có rất là nhiều cô bác anh chị và các bạn đi dạo hóng gió hóng mát từ vị trí này mà ra tới bờ hồ Xuân Hương, tới cầu Ông Đạo. Như vậy thì nó cũng vừa tăng sức khỏe cũng như là cảm giác nó nhẹ nhàng. Đồi Cù là một cái khu đồi nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, kế bên là hồ Xuân Hương. Khi mà nhắc đến Đồi Cù thì chắc chắn là một trong những địa danh đã từng gắn bó với rất là nhiều người dân ở thành phố Đà Lạt. Khi mà nhắc đến Đồi Cù cũng như là hồ Xuân Hương như một địa danh dính liền với nhau, bởi vì khi mà đến Đà Lạt thì chúng ta thấy là có hồ Xuân Hương và đồi cù. Đây là những không gian xanh mát tại Đà Lạt. Vào những năm 1942 khi mà thiết kế đồ án quy hoạch thành phố Đà Lạt thì một trong những kiến trúc sư đã khoanh vùng đồi cù như là một vùng đất bất khả xâm phạm. Còn ở đây là khu vực hồ bơi Phù Đổng quý vị, nơi mà dạy bơi cũng như là mỗi buổi chiều thì có những bạn sinh viên đến đây để mà bơi lội thư giãn. Và một vé ở đây là trước đó là 90.000 cho một người á, hôm nay thì không biết bao nhiêu nữa bởi vì lâu lắm rồi thì em cũng không đi vào đây. Trước đây cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn chia sẻ với em là thường là đi vào đồi cù để mà nằm ở dưới những cái gốc cây để mà nghỉ vào những cái lúc mà giữa trưa nắng nóng. Năm xưa thì đi vào đồi cù rất là dễ dàng luôn quý vị. Bây giờ thì đồi cù chỉ dành cho những người mà có điều kiện.
đây là khu vực phía bên đồi cù buổi chiều hôm nay. Bên trái thì có đồi cù, bên phải thì năm xưa thì có cái khu vực là trạm khí tượng thủy văn ở bên này. Và bên đi tới một đoạn nữa thì có trung tâm hành chính khu một cửa. Và phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là lối mà chúng ta đi vào bên trong nhà hàng của đôi cùng này. Và trước thì đôi cù nó rất là nhiều thông luôn, nhưng mà vào bên này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ đi xe điện. Và đồ cù thì kéo dài từ khu vực ngã năm đại học tới bộ hồ Xuân Hương. Và bên hướng bên kia thì vẫn còn một con đường men theo đồ cù cũng tương đối là đẹp, đó là con đường Đinh Tiên Hoàng. Còn đây là khu vực đồi Trà quý vị, nơi mà có con đường chạy men theo trường Đại học Đà Lạt. Phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là khuôn viên của trường Đại học Đà Lạt, khu thung lũng mà người ta đang trồng những cái giống hoa mai anh đào đó. Và trước đó thì em cũng có thực hiện video clip tại trường Đại học Đà Lạt rồi. Và khu đồi Trà này thì nổi tiếng cũng nhiều phòng trọ sinh viên, ký túc xá sinh viên, bởi vì gần trường cũng tiện cho việc đi lại, cũng như là rất là an ninh tại khu vực này luôn. Và bây giờ thì em xin đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi về ngắm nhìn khuôn viên của trường Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt thì năm xưa đó chính là Viện Đại học Đà Lạt, cũng có nhiều kỷ niệm đối với cô bác anh chị và các bạn hiện tại thì đang sinh sống tại nước ngoài. Ở bên trong thì hiện tại vẫn còn những cái dãy lớp cũ luôn quý vị. Và phía trước đây là chúng ta thấy là khuôn viên, và vẫn còn một cái dãy lớp ngày nay thì đã được sửa sơn mới lại. Nhưng mà vẫn có một điều đó là cô chú anh chị và các bạn để ý là phía dưới thì vẫn còn một cái nét gì đó cũ. Bởi vì ở dưới thì có xây những cái hàng đá trẻ ở phía dưới nè. Trước thì khu vực hành lang này vừa rồi, ngày mười bốn tháng 2 á quý vị, thì có các em sinh viên, các cô các bác bán bông ở ngay vị trí này. Và phía trước là khu vực ngã năm đại học, ngày nay thì con đường xanh sạch đẹp và mở rộng ra rất là nhiều. Thay cái bồng bình trước đó là hệ thống đèn xanh đèn đỏ trông rất là hiện đại. Cũng như là chúng ta sẽ đi về các cái con đường như là đường Đinh Tiên Hoàng thì đi về bên tay trái của em, đường Võ Tánh thì đi thẳng, còn Nguyễn Công Trứ với lại đường Phổ Đổng Thiên Vương thì chúng ta đi về phía bên tay phải. Và khu này thì đến giờ tan tầm khoảng 4:30 á cho đến 5:30 thì rất là đông luôn. Khi đó thì có các em học sinh tại các ngôi trường nổi tiếng trên con đường Võ Tánh, đường Bùi Thị Xuân, đó là trường Bùi Thị Xuân, trường Nữ và trường Nguyễn Du. Ở đây thì có một cái quán sinh tố để bán cho người dân cũng như là các em học sinh. Và ngay đây thì có khu vực nhà bà Cai và khu vực trường tiểu học Nguyễn Trãi.
Và nếu như mà chúng ta đi vào thời điểm 4:30 thì cũng lưu ý là xe ô tô thì người ta cấm đi lên con đường này từ 4:30 cho đến 5:30. À, nếu như quý vị và các bạn di chuyển vào thời gian đó thì chúng ta nên lưu ý, bởi vì con đường nó cũng chật á, thành ra là đến cái giờ cao điểm thì lượng học sinh ra về rất là đông, thành ra thì ô tô cũng không được phép đi lên con đường này. Phía tay trái của em đây là trường Bùi Thị Xuân rồi cô bác anh chị, và phía trước trường Bùi Thị Xuân thì có nhà bác sĩ nha khoa nổi tiếng bác sĩ Nghi. Phía trước thì có những cây bách tùng cũng như là cô bác bà con mình buôn bán phía trước này. Ngày nay thì trên con đường Bùi Thị Xuân nha khoa cũng rất là nhiều luôn, nha khoa Sài Gòn. Và bây giờ thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ lên thăm lại ngôi trường Bùi Thị Xuân. Trường trung học Bùi Thị Xuân là một trong những ngôi trường trung học phổ thông công lập nằm trên con đường Bùi Thị Xuân thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt. Trường thì được thành lập vào năm 1952 và từng là trường nữ trung học công lập đầu tiên tại thành phố Đà Lạt cũng như là tại vùng Tây Nguyên. Hiện nay thì trường được xem là một trong những trường học lớn và có số lượng học sinh rất là đông và có tuổi lâu đời nhất của thành phố Đà Lạt. Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân là một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống, là một trong những trường điểm có chất lượng đào tạo hàng đầu. Và theo như cô bác anh chị và các bạn chia sẻ với em thì trường Bùi Thị Xuân này đầu tiên duy nhất chỉ có một lớp đệ nhất, đó là lớp 6. Thì lúc đó là trường là một trong những 3 trường trung học công lập của Đà Lạt lúc bấy giờ đó. Ngoài ra thì còn có trường Trẻ Sinh và trường Bảo Long nữa. Vào năm 1957 trở đi thì có các trường nam sinh như là trường Nam Trung học Trần Hưng Đạo này. Còn trường Bùi Thị Xuân trước đó thì vẫn là trường nữ trung học công lập đầu tiên. Ngoài ra thì còn có hai ngôi trường Pháp, đó là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, trường Dệt Sinh, trường Hồng Vương. Và một ngôi trường nữ nữa, đó là ngôi trường Nữ Tu. Hai ngôi trường thì đều dạy chương trình Pháp lúc bấy giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về một cái con đường nhỏ, với xung quanh thì có những ngôi biệt thự. Ở phía trước màn hình quý vị và các bạn cũng có một căn biệt thự cũ này. Ở bên cạnh đó thì một căn biệt thự lớn, một căn nhà đang mở khách sạn quý vị. Bên tay phải của em đây là hàng rào của trường Bùi Thị Xuân. Con đường này thì chúng ta sẽ về với con đường Đinh Tiên Hoàng, thông ra với ngã năm đại học quý vị. Ở phía trước căn biệt thự thì có những cái cây bonsai rất là đẹp quý vị, trông như là những cái cây nấm. Con đường này thì sinh viên, lượng sinh viên cũng hay đi trên con đường này lắm để về các cái ngôi trường á. Tại đây thì có các quán cà phê như là cà phê Moonlight, cà phê Cali. Một trong những quán cà phê điểm hẹn có nhiều kỷ niệm đối với thế hệ 8X cũng như là 9X. Cũng có một số cây phượng tím ở đây nhưng mà chưa ra bông quý vị. Đây là khu vực quán cà phê Moonlight. Có một khu vực ở phía trước sân vườn thoáng mát với những hàng cây phượng. Và phía trước đó là con đường Đinh Tiên Hoàng rồi. Tới vị trí này thì em cũng xin kết thúc video clip tại đây, đưa cô bác anh chị và các bạn đi dạo một vòng từ Bồ Hồ Xuân Hương, thăm lại các cái ngôi trường như là trường Đại học Đà Lạt, trường Bùi Thị Xuân. Và em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì em xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.